hôm nay đi khôi phục cái máy nén khí cũ nè, không có biến tầng nè, giờ mình đấu qua cái tủ biến tầng riêng. Đấu qua tủ biến tầng riêng nè, tần số nó sẽ tăng tốc theo cái áp lực khi mà nó bi đi luôn nè, tăng tốc nhuyễn luôn, thì áp lực thiếu thì nó sẽ giữ cân bằng áp lực. Nó giữ cân bằng áp lực bằng cách nó thay đổi tần số biến tầng này cho con motor 30 ngựa, biến tầng motor 30 ngựa này mọi người nha. Đó, mấy chục bít, nhìn cho mấy chục bít. Máy đục vít này mọi người nha, máy đục vít này nó sẽ chạy nó tăng tốc giảm tốc, nó nhuyễn luôn, tăng tốc giảm tốc nhuyễn luôn, của hãng Coveco đời cũ. Áp lực bắt đầu lên để nó bù vô cái lượng áp mất đi, tăng tốc và giảm tốc theo tần số, nó tự điều chỉnh luôn, biến tầng tự điều chỉnh luôn, tự điều chỉnh tự bi đi luôn, rất là hay luôn. Nó có bộ cảm biến để phản hồi về nữa nè. Đó, nó giữ lúc nào cái áp lực hơi này nó cũng là 3 kg, thì mình đang cài đặt 3 kg thì nó là 3 kg hoài luôn. Đó, 3 kg miết luôn, không khi nào nó mất hết 3 kg này. Máy sẽ tự cung cấp lên rồi. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh nha, chào mọi người.